Chúc thư tinh thần của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Tòa Thánh đã công bố chúc thư tinh thần của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 được đề ngày 29 tháng 8 năm 2006. Chúc thư tinh thần của tôi: vào giờ phút cuối đời này, tôi nhìn lại những thập niên tôi đã sống. Trước hết, tôi thấy mình đã có rất nhiều lý do để tạ ơn. Trên hết, tôi tạ ơn chính Thiên Chúa, đấng ban mọi hồng ân tốt lành, đã ban cho tôi sự sống và dìu dắt tôi qua bao thời điểm hỗn loạn. Người đã nâng tôi dậy khi tôi bắt đầu trượt ngã và luôn cho tôi lại được thấy ánh sáng từ dung nhan của Người. Khi nhìn lại, tôi thấy và hiểu rằng ngay cả những đoạn đường tăm tối và gian khổ của hành trình này cũng là vì ơn cứu độ của tôi, và rằng Người đã hướng dẫn tôi tận tình trong chính những đoạn đường đó. Tôi cảm ơn cha mẹ tôi, những người đã cho tôi sự sống trong một thời điểm khó khăn và bằng tình yêu thương, với sự hy sinh lớn lao, đã chuẩn bị cho tôi một ngôi nhà tuyệt vời như luồng ánh sáng rực rỡ đã tỏa sáng suốt những ngày đời tôi cho đến ngày hôm nay. Đức tin mạnh mẽ của cha tôi đã dạy anh chị em chúng tôi tin tưởng và đã đứng vững như kim chỉ nam giữa bao tri thức khoa học của tôi. Lòng mộ đạo chân thành và lòng tốt bao la của mẹ tôi vẫn là một di sản mà tôi không thể cảm ơn bà cho đủ. Chị tôi đã chăm sóc tôi một cách vị tha và đầy quan tâm ân cần trong nhiều thập kỷ. Anh tôi đã luôn mở đường cho tôi bằng sự sáng suốt trong các phán đoán của anh, bằng quyết tâm mạnh mẽ và bằng tâm hồn vui vẻ của anh. Nếu không có điều luôn luôn mới và luôn luôn tiến tới và đồng hành này, tôi đã không thể tìm ra con đường đúng đắn. Từ tận đáy lòng tôi tạ ơn Chúa vì có rất nhiều bạn bè, nam cũng như nữ, những người mà Người luôn đặt ở bên cạnh tôi. Tạ ơn về những người đồng nghiệp ở mọi giai đoạn trên con đường của tôi, về những giáo sư và sinh viên mà Người đã trao cho tôi. Tôi biết ơn tín tháp tất cả họ cho lòng tốt của Người. Và tôi muốn tạ ơn Chúa về ngôi nhà xinh đẹp của tôi ở chân đồi ở Bavaria của dãy Alps, nơi tôi có thể nhìn thấy vẻ huy hoàng của chính đấng tạo hóa tỏa sáng hết lần này đến lần khác. Tôi cảm ơn người dân quê hương tôi đã cho tôi được nhiều lần trải nghiệm vẻ đẹp của đức tin. Tôi cầu nguyện để đất nước của chúng ta sẽ mãi mãi là một đất nước của niềm tin. Và tôi xin quý vị, những người đồng hương thân mến, đừng để niềm tin của quý vị bị lung lay. Cuối cùng, tôi tạ ơn Chúa vì tất cả vẻ đẹp mà tôi có thể cảm nghiệm được trong các giai đoạn khác nhau của cuộc hành trình của tôi, nhưng đặc biệt là ở Roma và Ý, nơi đã trở thành quê hương thứ hai của tôi. Từ tận đáy lòng, tôi xin tất cả những người mà tôi đã làm điều sai trái cách nào đó tha thứ cho tôi. Điều tôi đã nói trên đây với các đồng bào của tôi, giờ đây tôi muốn nói với tất cả những ai được ủy thác để tôi phục vụ trong giáo hội. Hãy vững vàng trong đức tin, đừng để bị bối rối. Thông thường có vẻ như khoa học, một mặt là các khoa học tự nhiên, mặt khác nghiên cứu lịch sử, đặc biệt là chú giải kinh thánh, có những ý tưởng không thể bác bỏ, có thể đưa ra những điều trái ngược với đức tin công giáo. Từ xa xưa, tôi đã chứng kiến những thay đổi trong khoa học tự nhiên và đã thấy những điều đó rõ ràng, chắc chắn, chống lại đức tin đã biến mất như thế nào. Chứng tỏ chúng tôi không phải là khoa học, mà là những diễn giải triết học, chỉ có vẻ bề ngoài của khoa học. Cũng như hơn nữa, chính trong đối thoại với khoa học tự nhiên mà đức tin đã học để hiểu giới hạn của điều nó khẳng định, và từ đó hiểu tính đặc thù của chính nó. 60 năm nay, tôi đã đồng hành trên con đường thần học, đặc biệt là nghiên cứu kinh thánh, và đã chứng kiến những luận điểm dường như không thể lay chuyển được đã sụp đổ cùng với sự thay đổi của các thế hệ. Những điều hóa ra chỉ là những giả thuyết. Thế hệ tự do như Hanak, Zuliker, v.v. Thế hệ của chủ nghĩa hiện sinh Pullman, thế hệ của chủ nghĩa Marxist. Tôi đã thấy và thấy từ mớ giả thuyết rối rắm, tính hợp lý của đức tin đã xuất hiện và đang xuất hiện trở lại thế như thế nào. Chúa Giêsu Kitô thực sự là đường, sự thật và sự sống, và giáo hội
trong mọi khuyết điểm của mình thực sự là thân thể của người. Cuối cùng, tôi khiêm tốn xin cầu nguyện cho tôi để Chúa đón nhận tôi vào nơi cư ngụ vĩnh cửu, bất chấp mọi tội lỗi và khuyết điểm của tôi. Đối với tất cả những người được ủy thác cho tôi, lời cầu nguyện chân thành của tôi vang lên ngày này qua ngày khác. Giáo hoàng Biển Đức 16. Sau này chỉ thay đổi mà...